Rồi mời em. Rồi mời hai bạn giới thiệu về mình đi. Em tên là Quang Việt Trinh. Sinh năm 1993. Em ở nhà kinh doanh nhà nghỉ và bán hàng online trên mạng. Em tên Thông, sinh 1992 ở Ô Môn, Cần Thơ. Và em hiện giờ em đang làm trình dược viên cho công ty dược. Hai bạn gặp nhau khi nào? Đầu tụi em gặp nhau là vào năm lớp 7, là vào năm 2006. Thì lúc đầu chuyển sang lớp của em. Cái ấn tượng đầu tiên khi mà vừa vô á, như là bạn có một cái gì đặc biệt hơn những bạn gái khác á, thành ra là chú ý lần đầu tiên luôn. Thì lúc đó là nhắm vào mục tiêu liền. Nói lớp 7 mà nhắm vô mục tiêu liền đó hả? Đồng quen từ đó tới giờ luôn á hả? Dạ đúng. Dạ, rồi. Đúng rồi. Thiệt đó hả? Mấy năm dạ, rồi? Dạ, 12 năm. Trời ơi. Ngày 6 tháng 3 năm 2018 là tụi em vừa tròn 12 năm. Wow. Tình yêu học trò chắc là vui lắm ha. Tụi em 12 năm là nhiều chuyện lắm. Cúp mà giáo viên á, thấy em học khá thì chỉ xuống bàn dưới là cô bạn gái. Anh em ngồi bàn cuối, em ngồi trên. Thì lúc đó thì em không biết nó kiểu tỏ tình như thế nào đó. Thì em cứ cố tình em mượn đồ, thì cứ quay lên mượn viết hết, viết rồi thước này kia mượn hoài vậy đó. Rồi thì cũng viết giấy tỏ tình thôi, chứ viết đơn giản lắm. Nói viết Trinh là bạn gái không nha. Thì lúc đó thì ấn tượng đầu thì Trinh rất là ghét. Sao là cái nhà bạn Thăng là tiền á, cũng là hỏi giùm là lý do tại sao lại ghét vậy đó. Tại tính mình cũng đâu có mà mình đâu tại như vậy đúng không? Mình cũng không tới hồi tệ mà. Thì nghe là nó ở trắng hơn là Trinh cho nên gọi cho nên ghét vậy. Dù gì chắc là mình có mình ghét người ta. Tại lúc đó chị cũng biết em đen thui hà, đi ra đường chơi là không khăn không nón gì hết á. Còn ảnh thì lúc nào cũng trắng tươi, tay chân là không dính một miếng bụi luôn. Đó, rồi em thấy con trai gì mà đẹp hơn con gái nữa, sạch sẽ hơn con gái, em nói thôi không thích con trai như vậy. Rồi cái tỏ tình là lúc đó là chưa đồng ý, cái sau là em mới nghe vậy đó. Cái em mới đi chủ đám mạng trai trong lớp á, đi đá banh chắc 11-12 giờ trưa. Bạn cho đen lại thì cũng thời gian đó thì nó đen lại thì mới tỏ tình được thành công. Rồi lúc đó em thấy đen rồi. Em nói cũng như buổi học bình thường thôi, ở dưới bàn á tự nhiên thảy lên miếng giấy. Cái em dập ra em coi, cái em thấy anh ghi trong chỏng á là Thông đen rồi nè, Trinh đừng ghét Thông nữa, là làm bạn gái Thông nha. Anh ghi vậy đó. Cái em quay xuống em nhìn ảnh, tại vì ngày thường ghét lắm không chị, không có thèm để ý. Cái bữa nay nhìn lại, ồ anh đen mà chẳng nhớ anh đen thường, mà anh đen mà như bị cháy da, ảnh đỏ luôn á. Cái tự nhiên lúc đó cảm giác của mình là cái người con trai này tuổi còn nhỏ nhưng mà biết để ý, biết lắng nghe tới cái cảm nhận của mình, rồi biết làm theo nữa. Cái mình có cái sự cảm động. Cái em suy nghĩ một hồi, cái em ghi vào miếng giấy đó là ừ. Em chỉ ghi một chữ một thôi, ừ, em chuyền xuống dưới lại. Là coi như là bỏ tình ra. Dạ. Rồi bây giờ là muốn ảnh đen hay là muốn ảnh trắng? Muốn ảnh trắng rồi chị, lúc bây giờ không. Bây giờ dưỡng da trắng lại thì dạ, không được không? Bây giờ em đi, dạ đúng rồi. Cái ảnh mới nói là anh đen là tại ai? Đó, anh đen là vì ai, vì em chứ vì ai. Thôi thì bây giờ thì gán dưỡng trắng ra thì đừng có cằn nhằn nữa. Đúng rồi. 12 năm có những cái lúc nào bị gián đoạn không? Dạ có. Khi nào? Thường là hè thì ảnh sẽ về bên Campuchia, tại vì người thân ảnh ở bển. Thì vào cái hè đó thì năm lớp 9 đó, thì lúc đó em cũng về như thường lệ như mọi năm vậy đó. Thì về bển thì ông nội thì mới muốn giữ em lại đặng kiểu làm quen với việc kinh doanh của gia đình. Thì không có muốn cho là em về để tiếp tục học nữa. Ủa, là lúc em ở đây học là em ở với ảnh? Dạ em ở mình nên. Hay ở một mình, ở nhà của ảnh. Lúc trước thì nhà đó là có ba mẹ ở cùng, nhưng mà sau đó ba mẹ vì công việc làm ăn là phải về Campuchia lại. Rồi ảnh ở lại đây một mình, rồi thỉnh thoảng thì là ba mẹ sẽ về thăm. Thỉnh thoảng ba mẹ về thăm, cho nên chính vì vậy nên cái năm lớp 9 đó ảnh về bển thì là người thân rất là xót. Kêu ở là bển luôn. Dạ, kêu ở bển luôn, không cho xa gia đình rồi nữa. Sao? Thì cái lúc đó thì em cũng thuyết phục nó là về, chủ yếu một phần là ham học. Cái nữa thì là cũng có quen bạn gái ở đây á, thành ra cố gắng thuyết phục về. Là cho về. Nhưng mà chị vẫn đang thắc mắc, 14 tuổi rồi em ăn uống sao rồi? Ăn cơm tiệm chị. Cái tuổi đó rất là dễ bị hư hỏng. Đúng bạn bè rủ đi chơi. Chính đi vì vậy cho nên là ba mẹ em rất là thương ảnh, dành nhiều sự quan tâm cho ảnh lắm, giống như là bù đắp lại cho ảnh. À lúc đó là em đã dẫn bạn trai mình về nhà năm chơi. Năm lớp 9 là em, ba mẹ em biết em có bạn trai. Thì lúc đầu là cũng có ngăn cản, tại vì tuổi còn nhỏ quá mà ở nông thôn nữa, người ta sẽ không cho mình quen bạn trai ở cái tuổi đó. Nhưng mà ba mẹ em suy nghĩ lại thì nói là thà là mình cứ cho con mình đi quen bạn trai đi, tại vì nó đã tới cái tuổi biết yêu rồi. Mình cấm cản thì là nó sẽ trốn đi lúc chơi. Dạ đúng rồi, mình không kiểm soát được là nó đi đâu, làm gì với ai. Thôi thì mình cứ cho nó quen, rồi nó đi đâu, làm gì với ai nó sẽ báo cáo với mình chính xác. Nhưng mà lúc đó tụi em hiểu chuyện lắm, không có đi ra ngoài chơi lung tung.
hai đứa em toàn là về nhà em chơi không à. Rồi anh Thủ, cái lúc mà anh ở nhà em thì anh ôn bài cho em, thì ba mẹ em thấy vậy nên càng hài lòng nữa. Thì bạn là phải hiền lắm nè, không có đi chơi cái tuổi nó dễ hư lắm. Dạ dạ. Với lại ba mẹ em cũng nói là 14 tuổi mà anh thấy xa ba mẹ nhưng mà lại không có hư hỏng, không chửi thề, rồi không tụ tập đi chơi bời lêu lỏng hỗn hào với người lớn, nên ba mẹ em rất là thương ảnh. Ừ, mà tính tình từ đó đến giờ là vậy luôn à, có bao giờ thay đổi không? Dạ không. Nụ hôn đầu tiên là khi nào? Là theo như nếu em nhớ không lầm là khoảng năm lớp 12. 12? Dạ. Quen từ lớp 7 tới lớp 12, 5 năm dạ, không hả? Tại vì mấy năm đó thì mình chỉ là học trò thôi, thành ra cũng không có. Vậy là em lúc đó em còn nhỏ em cực kỳ nhát luôn. Chứ là... mỗi lần qua nhà bạn gái chơi là làm gì, là ngồi học thì ngồi chơi. Dạ, ngồi ở bánh khác. Kia, dạ. Mẹ em đem nước, đem bánh ra, hai đứa ngồi phòng khách coi tivi, rồi học bài. Bài kia thôi. Chỉ vậy thôi à. 5 năm? Dạ. Rồi. Bạn bè có nhiều kỷ lục nhưng... Thì tại vì cái năm lớp 12 đó thì hai đứa mới trả cho lên công viên. Thì ngồi nói chuyện này em cũng vô tình em làm cho bạn gái em dặn. Thì cứ ngồi mà mình năn nỉ hoài thấy cơ buổi cũng không được. Lúc đó cái mình lé ra một cái cũng như là ý như là mình hung cái đi rồi mình tính tiếp. Lúc đầu là tính hung má thôi nhưng mà ai ngờ nó nhắm chặt đi cái nó hung mé môi lại. Cái lúc đó thì cái thành ra cái thành ra lúc đó thì thấy Trinh cũng hết giận, lúc đó cũng vui, cảm thấy mình cái kế là mình thành công rồi. Wow, coi như là tình yêu đầu tiên của đời nhau rồi, nụ hôn đầu tiên cũng dành cho nhau luôn. Có những câu chuyện ghen nào vui không? À dạ, ảnh không có tinh tế nên mỗi lần ảnh có con gái gọi cho ảnh, nhưng mà cái người đó là thường xuyên gọi mà những cái lý do nó không đáng mà cứ gọi hoài. Thì ai gọi cho em vậy? Dạ thì mấy bạn lớp khác á. Gọi em chi? Thì gọi cũng nói chuyện bình thường, rồi nhầm khi thì hỏi bài em này kia. Tại lúc đó em cũng không suy nghĩ nhiều là gọi em là để kiểu như nói chuyện đừng tán tỉnh em hay gì đó, em cũng không suy nghĩ tới. Mà nhiều không? Nhiều người không? Nhiều lắm anh. Em lập danh sách em đưa cho anh, em nói là những người này là đã biết anh có bạn gái rồi nhưng mà làm như vậy là không đúng. Nhiều khi anh vô tư, anh tiếp xúc nhiều nhưng người ta lại không vô tư, người ta lại nghĩ theo một chiều hướng khác thì nó không hay. Em chỉ giải thích cho anh nghe vậy thôi chứ là không có cãi nhau. Anh có nghe lời em không? Dạ có chị. Ảnh hạn chế tiếp xúc với những người mà không cần thiết. Rồi. Điện thoại cho khỏe. Ủa nhưng mà bây giờ hiện tại thì gia đình em ở đây hay là vẫn ở bên kia? Hiện tại thì mẹ em thì ở đây nhưng mà ba em thì vẫn còn ở bên kia. Ba nó đi làm. Đến lúc nào thì em mới dẫn bạn gái em về cho gia đình? Dạ thì nhớ là hè năm lớp 10. Dạ có. Cho đi luôn hả? Dạ, xin nhiều lần lắm rồi ba dạ, mẹ rồi. Của bạn trai á là phải gọi về nói chuyện với ba mẹ em. Dạ. Rồi phải cho địa chỉ nhà của ảnh á là cho ba mẹ em nữa. Rồi cho số điện thoại ba ảnh, mẹ ảnh, rồi anh hai, chị dâu, tất cả người nhà ảnh là mẹ, cha em đều phải nắm số điện thoại hết. Mà xin cũng nhiều lần lắm ba mẹ mới cho đi. Tại vì nó con gái mà đi về nhà bạn trai chơi mà lúc đó tuổi còn nhỏ mà ở xa nữa nên xin đi cũng rất là khó. Là cả một Campuchia đi được bao lâu? Đi được bao lâu? Thì được nó như là khoảng một tuần. Dạ, chắc khoảng một tuần. Rồi cảm nhận của phụ huynh sao? Thì ba mẹ em thì ấn tượng đầu á, thấy bạn em cũng dễ thương, như là cái người hoạt bát á, biết lễ phép như người lớn. Thì lại thấy công việc nhà mà có gì phụ được thì sẽ phụ tiếp, cho nên thành ra là ba mẹ cũng cưng, nên cũng không có cấp cản hai đứa. Đến lúc nào mình mới tính tới chuyện hôn nhân? Ở dưới quê á, thường á, rất là nhiều bạn á, khoảng thời gian cấp 3 là thi ra trường là mọi người là đám cưới liền. Lúc đó thì anh cũng có hỏi em là chừng nào thì sẽ cưới, nhưng mà em nói là bây giờ mình chưa có gì hết, không thể nào đám cưới sớm được, mình phải có một cái sự nghiệp gì đó trong tay, tuy rằng nó không nhiều nhưng mà phải có. Rồi trình độ mình phải có, học vấn mình phải có. Em có giải thích với ảnh là ở cái tuổi của mình bây giờ á, mình chưa thể nào lo được cho quá nhiều người. Khi mà hai đứa em yêu nhau thì hai đứa em chỉ cần biết tới đối phương thôi, nhưng mà một khi bước vào cuộc sống gia đình thì hôn nhân thì nó khác nữa. Ở nhà em thậm chí dỗ nội dỗ ngoại ngày nào đôi khi em còn không nhớ, nhưng một khi em có gia đình, dỗ nội ngày nào dỗ ngoại ngày nào của hai bên em phải nhớ. Nhưng cái tuổi của em chưa làm được điều đó nên em muốn chưa bước vào cuộc sống hôn nhân. Thì lúc đó tụi em mới thống nhất với nhau là học xong đại học cả hai đứa là phải lấy bằng, xong rồi là mới tính tới chuyện đám cưới. Rồi sau đó? Rồi bây giờ? Thì bây giờ hai đứa cũng có công việc nói chung là tương đối ổn định, chứ hay là trang trải cuộc sống được. Thì hai đứa cũng có bàn tính với nhau, thì dự định là có thể là cuối năm nay là hai đứa sẽ đám cưới.
12 năm thì dài quá, chắc là cũng hiểu hết tánh nết nhau rồi ha. Dạ đúng rồi. Cái tật xấu của nhau mình kể cho Tường với anh Bảo nghe với, là mình muốn đối phương thay đổi điều gì? Tật xấu của ảnh thì nhiều lắm. Ảnh không có sâu sắc, rồi ảnh hơi cẩu thả, không có được tỉ mỉ cho lắm. Như thường thường ta nói là sống ở đời là phải biết là thỏa mãn những gì mình đang có. Em có được một cái người bạn trai mà có thể là chung thủy với em 12 năm là đã quá đủ rồi. Em cũng không cần là phải thay đổi gì ảnh quá nhiều. Tại vì lúc trước em thích ảnh, ảnh là một con người như thế này, em thích ảnh như vậy. Thì bây giờ là nếu mà ảnh cứ như vậy mà tụi em đã quen được 12 năm thì tội dạ gì em phải bắt ảnh thay đổi theo ý mình nữa. Ảnh cứ như vậy mình có thể tiếp tục được. Đối với em thì bạn gái của em hiện giờ thì có thể nói là cũng hoàn hảo rồi. Nhưng mà chỉ còn cái là cái tính là hay cằn nhằn em á. Nói chung mà em làm sai, kiểu như sai một chuyện gì đó thì sẽ cằn nhằn mà nói không có nhỏ nhẹ như là điềm đạm như đó, thành ra là cũng khó tiếp thu. Nóng tính mà nóng nhiều nữa. Nãy giờ thấy nó bạn gái em nói chuyện hay quá trời mà. Còn bây giờ đến với chương trình, hai bạn còn có điều gì muốn nói với nhau nữa không? Em chỉ muốn là cho dù sau này á là bản thân em có thay đổi như thế nào đi chăng nữa thì tình cảm của hai đứa mình em muốn là không có bao giờ thay đổi hết. Còn anh thì mong muốn là hai đứa mình chẳng mãi như vậy, tình cảm thì sẽ bền vững. Thật sự là một tình yêu quá dài, quá đẹp. Tường cũng không có biết lời gì khuyên hai em hết. Thì cố gắng giữ như chị rất là mừng. Tại vì bạn gái em là một người rất là chín chắn. Phụ nữ thì nói chung phải có nói nhiều, em phải thông cảm. Tại vì cuộc đời không ai hoàn hảo hết. Được cái này phải mất cái kia. Giống như bạn ấy cũng không muốn em thay đổi gì. Thì đôi lúc thôi kệ, người ta có cằn nhằn cũng muốn cho mọi thứ nó tốt hơn thôi. Như được nói thì nói vậy, nhưng mà bây giờ đang vui vẻ không có gì, sau này cuộc sống chồng vợ con gia đình nó căng thẳng giống như em nói đó, nội ngoại hai bên cô chú dì thím nữa, đôi lúc áp lực công việc mệt mà nhiều khi mình nói nhiều cằn nhằn nhiều quá thì đôi lúc nó cũng sẽ bị phản tác dụng lại. Nếu mình dồn nó vô chân tường quá thì nó sụp cái lò xo và nó sẽ bung ra. Vậy cho nên là mình bớt một chút xíu, mình nghĩ đến nhau chút xíu thì chị nghĩ tình yêu này là chắc chắn đẹp và chắc chắn bền vững thôi. Lo cho con cái nữa, sắp đến ngày đám cưới rồi, vui vẻ lên và nắm chặt tay nhau. Chúc hai bạn hạnh phúc. Dạ, nha. Cảm ơn. Rồi, cảm ơn hai bạn. Thì 12 năm nay thì anh cũng chưa có tạo được sự bất ngờ cho em. Thì năm nay cũng nhờ chương trình thì sắp xếp cho anh, vậy nên anh cũng muốn tặng em một món quà sinh nhật. Và anh trong cái cuộc sống thăng trầm này cũng có rất là nhiều khó khăn, nhưng anh mong mỗi chơi mỗi bước đường của em đều có anh bên cạnh và mang lại cho em hạnh phúc. Anh làm vợ anh nha. Em cảm thấy như thế nào? Lần đầu tiên anh tạo được cái sự bất ngờ cho em. Lần đầu tiên sau 12 năm hả? Dạ đúng rồi. Chứ hồi đó giờ khô khan lắm mà, muốn quà cáp. Không phải, tại vì tính của em thì quá tiết kiệm mà không, em sợ ảnh là mua quà đắt tiền. Cho nên mỗi lần sắp tới sinh nhật hay là những ngày lễ em đều đi theo ảnh. Em hỏi là ảnh tặng cái gì vậy, có mắc tiền không? Nếu mắc tiền là giận nha. Cho nên là không có bao giờ ảnh mua được cái gì bất ngờ cho em. Đây là lần đầu tiên. Rồi, chúc hai bạn hạnh phúc, nhớ những gì chị Tường nói nha.